Xin chào mọi người lại đến với channel của Hưng Nguyễn. Hôm nay mình làm cái đề tài gọi là ngưng đèn. Khi mà chúng ta trong đủ đèn này ngưng. Trước khi vào đề tài thì mình sẽ mở một cái đoạn video. Đây là cái xin lỗi, đây là cái TikToker chắc là người Việt Nam. Có lẽ là sinh sống ở Trung Quốc thì phải. Thì mọi người mở nha. Tôi sẽ mở cho mọi người cùng xem cái một cái đoạn ngắn thôi. Trung Quốc họ người ta nói Việt Nam mình có một cái câu nói rất là hay, đó là thâm là tham đó, mọi người thấy không? Bông mà để cỡ đó thôi trái làm sao nó to nổi, kinh khủng. Mọi người thấy kinh khủng không? Cái này mọi người biết là trong đèn đụng vào cái tiết mùa đó nó ra bạc ngàn luôn. Ra nhiều á là một cái điều, nhiều cái lo nuôi không nổi. Đôi lúc mình làm đó là mình nuôi không nổi. Đây là mình tắt nha. Đó. Đây là cái này đã được 1,2 triệu lượt xem ở TikTok rồi nha, cũng nhiều lắm rồi đó. Rồi mình sẽ cập nhật cái thời tiết để chúng ta ngưng đèn, thì mình chọn một cái ba cái tỉnh tương đối là nó lớn nhất Việt Nam về cái vấn đề mà làm thanh long, thì mình sẽ chọn cái tỉnh này là cái tỉnh đầu tiên là Bình Thuận. Thì rất là nhiều anh chị em đèn trong đủ rồi nhưng mà không biết ngày ra, thì mọi người coi đây trên cái biểu đồ đây, mình sẽ dò đây mình xem là cái độ ẩm nó cao nha, nhưng mà là và mưa giông nè, nó báo nè, và tốc độ gió ở đây á, mọi người nhìn trên cái màn hình đó nhá, tốc độ gió của nó là 11 km/h là trung bình, nhưng mà nó rơi có thể là 15 hoặc là dưới 10 thì cái chuyện đó bình thường. Và cái ngày thứ hai và ngày thứ ba, ngày thứ hai và ngày thứ ba, hôm nay là ngày thứ năm đúng không, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, là đây là cái ngày thứ hai, là cái điều kiện để mọi người ngưng đèn là chuẩn nhất, vì độ ẩm ban ngày nó lên đến 80% và ban đêm đến 95%, là cái ngày này. Hoặc là ngày thứ ba là thì độ ẩm nó vẫn là 85%, 80% và 84% vào ban đêm. Tốc độ gió rất là thấp, tốc độ gió nó chỉ có khoảng tầm 10 12 km/h vào ban ngày, và ban đêm chỉ có 7 km/h, là cái điều kiện nó thuận lợi hơn cho việc ra bông ra nụ ha. Thì chúng ta sẽ chọn hai ngày này. Và còn cái tỉnh Tiền Giang và cái tỉnh Long An nó gần giống nhau, nhưng mà cái ngày hai tỉnh này nó giống nhau nhưng mà cái ngày ngưng đèn của hai tỉnh này nó khác ở Bình Thuận. Mình sẽ coi cái biểu đồ, mọi người cùng xem biểu đồ nha. Và cái biểu đồ của cái tỉnh Long An, Long An mình lấy ở Tân An, Long An ha, Tân An Hội. Thì cái ngày thứ sáu là ngày mai thì chúng ta sẽ ngưng đèn, cái điều kiện nó sẽ tốt hơn. Tôi sẽ vào liệt kê cái độ ẩm này, độ ẩm là 82% này và có mưa rải rác nè, dự báo ban ngày mưa là 80% và ban đêm là chỉ có 33% thôi. Độ ẩm ban đêm 99% và ban ngày là 82%. Tốc độ gió của ban đêm chỉ có 7 km/h và tốc độ gió ban ngày là 13 km/h. Điều kiện ngưng đèn vào những cái thời điểm này thật sự là hiệu quả. Rồi mình sẽ tiếp đến cái tỉnh Tiền Giang. Anh chị em nào mà cái khu vực nó lân cận á, thì chúng ta sẽ lấy cái thời tiết này nó cũng rất là hiệu quả ha. Rồi mình sẽ tìm đến cái tỉnh Tiền Giang, nó cũng trùng với là cái tỉnh Long An, là vào đoạn ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu là ngày mai, ngày 6 tháng 10, ngày 6 tháng 10 và ngày âm lịch thì mình không có nắm ha. Mình sẽ dò âm lịch luôn cho mọi người cùng âm lịch. Âm lịch 21 tháng 8 hả?
Đúng là 21 tháng 8 2023, mà ở trên là ngày mùng 5 tháng 10, thì vào ngày mai thì là ngày 22 tháng 8 và ở trên là ngày 6 tháng 10. À, mọi người xem nha. Ngày thứ 6 là khu vực Tiền Giang và Long An. Còn thứ sáu là ngày mai đó, còn khu vực Bình Thuận thì nó phải qua tuần. Nó rơi vào khoảng tầm ngày thứ 2 và thứ 3, 2 ngày này. Đó. Cái điều kiện mọi người phải làm thời gian lâu, chúng ta sẽ có những cái điều kiện là độ ẩm, tốc độ, gió và báo cái điểm sương á, nó là sẽ có cái điểm sương là dự báo mưa là 87%, và khu vực Bình Thuận ngày thứ hai họ dự báo theo thời tiết của cái trang qua thời.com này là 87% sẽ có mưa, và ngày thứ thứ ba là 85%. Thì ngày Bình Thuận thì mình sẽ Bình Thuận vào ngày thứ ba, thứ hai, thứ ba thì mình sẽ chọn cái ngày lại ngày âm lịch thử nha. Thứ hai, thứ ba. Bữa nay là cái này cái lịch không rõ. Thứ hai và thứ ba. Thứ hai là ngày mùng 9 tháng 10. Và ngày âm á, là ngày 25 tháng 8. Đó là ngày thứ hai, còn ngày thứ ba là ngày mùng 10 tháng 10 và ngày 26 tháng 8. Đó là cái ngày rút đèn ở khu vực Bình Thuận thì điều kiện nó tốt hơn. Độ ẩm và cái nhiệt độ rất là phù hợp nha mọi người. Rồi tôi cũng xin tạm ngừng video, mà mọi người cảm thấy cái đề tài hữu ích thì hãy nhấn đăng ký hoặc thích ủng hộ kênh nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt.